Các bạn mến, hiền ngàn chào tất cả các bạn. Nay mình quay cái vườn dừa Mã Lai cho các bạn xem nè. Mã Lai đít bầu nè các bạn. Các bạn thấy nó đùng sủng, nó không có cao, thấy không, mà trái nè. Đó, các bạn thấy trái mê không các bạn? Các bạn trồng dừa này mới đẹp nha các bạn. Cực kỳ không? Cực kỳ luôn, trái quá là trái luôn. Thấy không? Toàn bộ cái này là Mã Lai đít bầu không nha các bạn. Đó, toàn bộ là đít bầu không. Đẹp tuyệt vời luôn các bạn ơi. Trồng dừa gì các bạn thấy mê các bạn. Dưới các bạn thấy đùng sủng, dưới đất người ta rải phân gà nè các bạn, các bạn thấy một con gà bao nè. Bê mình đang bẻ luôn nè các bạn. Bạn thấy mê không các bạn? Trái hơi liệt địa luôn. Bạn thấy dừa Mã Lai đít bầu như vậy nè, bán mới có tiền nha các bạn. Còn Mã Lai đít nhọn nha các bạn, bán thì cũng bằng giá dừa này thôi. Nhưng mà trồng ra các bạn biết cái lượng dừa nhỏ nó phân nửa dừa nhỏ phân nửa dừa lớn nha các bạn. 100% thì nó mất hết 50% dừa nhỏ rồi các bạn. Còn các bạn trồng dừa này nè thì cái tỷ lệ nó đậu dừa bơ lớn rất là cao nha các bạn, mà đẹp lại đẹp nữa. Bạn thấy không, cực kỳ luôn. Thì mình nên khuyên các bạn á, và các cô bác anh chị có nhắm về mà vườn của mình muốn trồng dừa thì nên trồng loại dừa này nha các bạn. Bạn thấy trái như vậy nè mới mê nè. Bạn thấy không, cái dừa này phát chủng luôn mà trái này. Đứng rất chặt thôi. Trái không? Mình là dân bẻ bừa dừa mướn cho dừa các bạn, cho nên mình không có chia sẻ bậy bạ cho các bạn đâu. Mình chia sẻ thật để cho các bạn trồng. Bạn biết mà trồng bán cho có giá nha các bạn. Dừa là cực kỳ dừa luôn. Dừa này tháng này á thì giá nó cao hơn cái dừa xiêm đỏ rất là nhiều. Bạn biết không, nó cao hơn cái dừa xiêm đỏ rất là nhiều. Dừa xiêm đỏ tháng này 30 thì cái dừa Mã Lai này thì 60. Thì các bạn cứ nghĩ đi. Các bạn thấy trái không? Đó, mình bẻ dừa cho dừa cho nên mình biết cái loại dừa nào á đáng giá để trồng. Cho nên mình mới chia sẻ cho các bạn trồng. Nhìn đá không các bạn? Trồng do luôn, rất là nhiều luôn các bạn.
đẹp cực kỳ luôn. Dưới đất thì người ta rải con gà nè các bạn, đó, con gà bắt con gà. Đó, con này là vừa lai, vừa vàng lai thôi. Đây ta trồng nhiều lắm, này chắc cũng cỡ 100 cây đó các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Thì những video mình chia sẻ đến các bạn á, các bạn thấy hay thì mình chia sẻ hay, thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Này các bạn, rất trái rất nhiều luôn đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Cái dừa này chỉ lùng thôi chứ không có cao nha các bạn. Hấp chủng mà. Trái nhiều lắm. Nè cái dừa này là các bạn thấy không? Có chút xíu à, trái rất là nhiều luôn. Đó. Dừa mới lai này mới có 2 năm mấy thôi các bạn, 2-3 năm trở lại à. Các bạn thấy không? Trái rất là nhiều luôn các bạn. Mình đang đốn như dừa này ta không có để giống nha các bạn. Dừa này ta bán dừa chứ ta không có để. Đó, mình đốn như mấy con dừa bển này các bạn thấy sai trái ghê không? Thấy sai cực kỳ luôn các bạn. Các bạn thấy đã không? Lùng lùng không mà trái dữ lắm các bạn. Đây là người ta mới trồng. Thì các bạn nên mua dừa giống loại này nha các bạn, mua dừa giống mã lai đít tròn, trồng nó có thu nhập rất tốt nha các bạn. Đây, đó các bạn thấy không, trái rất là nhiều luôn á các bạn, nhìn thấy đẹp, quá đẹp luôn. Cái dừa có một khúc à đó. Thì các bạn mua dừa giống loại này nè, các bạn lựa chỗ nào uy tín nha các bạn để mua nha các bạn, chứ không thôi là các bạn bị mua trúng ba cái dừa mã lai đít nhọn á, nó là bán không có được nha các bạn. Đó, các bạn thấy trái không nè, nó cái dừa lùng không có cao các bạn. Đó. Đây người ta trồng chung với bưởi mà các bạn thấy không, đạt hiệu quả rất là ngon nha, rất là cao nha các bạn. Đó. Mình thấy còn ghiền nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không, đẹp cực kỳ. À, bưởi nè, bưởi da xanh nha các bạn, quá trời bưởi luôn. Mình thì đi bẻ dừa mướn cho dừa thôi, cho nên mình biết cái loại dừa nào bán ngon nha các bạn, dừa nào trồng bán ngon và bán có giá nha các bạn. Đấy, sai cực kỳ luôn. Đó, giờ mình quay nha. Chứ em mình cũng đang cắt dừa này luôn đó nè. Đó, các bạn thấy trái không? Lùng không à. Còn buồn nữa nè. Lan. Còn buồn nữa nè. Các bạn thấy trái xài ghê không? Dạ. Đây. Não tráo rồi. Các bạn có trồng dừa nên trồng loại dừa này nha các bạn. Giờ các bạn trồng ba cái dừa mới này đứt nhọn là cái như là không có bán được luôn á. Dừa này còn bán được, cái dừa kia là không có bán được. Clip này chưa cắt, clip bên đó chưa cắt.
Đây là trồng có hàng, có hàng trồng chung với bưởi luôn các bạn thấy không, bưởi nè. Tại vì mình đang hái dừa này mình thấy đẹp mình muốn quay cho các bạn xem nha các bạn. Đấy cực kỳ luôn. Đó, các bạn thấy đã không? Dừa trồng dừa gì mà đã nè. Đẹp cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nó lùng xịt ra. À, các bạn thấy đã, dừa phải nói là nhìn thấy là ghiền luôn á. Thì các bạn á, mình khuyên các bạn nên trồng loại dừa này nha các bạn. Một là dừa này, hai là xiêm xanh nữa nha các bạn, đừng có trồng dừa khác. Dừa lùng thôi chứ không có cao. Bên kia các bạn thấy không, ta trồng dừa lùng xen với bưởi nè các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không, kỳ. Thì mình dân đi bẻ dừa mướn nha các bạn, mình không có bán dừa giống gì hết, nhưng mà mình chia sẻ những cái dừa nào mà trồng ngon cho các bạn để các bạn trồng đặng bán có giá nha các bạn. Chứ bây giờ trồng cây dừa ra 2-3 năm trời mà bán không có giá, bán không được á, thì công sức mình bỏ ra đổ sông đổ biển hết nha các bạn. Dừa thấp thôi là trong xung quanh tôi trồng bưởi nè, bạn thấy không, nó bưởi rất là nhiều. Thì video mình tới đây kết thúc nha các bạn. Thì các bạn nào cô bác anh chị gì đó xem video được của mình á, thấy hay những chia sẻ mình hay á, thì các bạn đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ.